để chiếc xe đạp của chúng ta chạy lướt, ngon, mượt thì bộ phụ tùng cũng là một trong những vấn đề cần phải quan tâm. Hôm nay, Tâm Đức và các bạn cùng tìm hiểu bộ phụ tùng xuất xứ thương hiệu Mỹ SRAM, thử xem SRAM là một thương hiệu cao cấp như thế nào mà được lắp trên những dòng xe đua chuyên nghiệp và những dòng xe cao cấp nhé. Cách đây hơn 34 năm, SRAM khởi nghiệp vỏn vẹn chỉ có một sản phẩm duy nhất là Grip Shift tại Chicago, Mỹ. So với lại Campagnolo và Shimano, SRAM là một đàn em đi sau. Chính vì lẽ đó, SRAM đã tận dụng được lợi thế của mình là người đi sau để cho ra đời những bộ group set xe đạp thể thao và được nhiều giới chuyên gia xe đạp đánh giá cao cũng như là các vận động viên. Vì vậy, SRAM đã vươn lên thành một trong những nhà sản xuất linh kiện xe đạp tốt nhất thời bấy giờ. Khi nói đến SRAM, chắc hẳn các dân chơi xe đạp sẽ luôn nghĩ đến những phụ tùng như là cùi đè, gạt dĩa, xích và tay đè. Đúng vậy, vào năm 1995, SRAM đã rất thành công giới thiệu cùi đè sau cho xe đạp và đặt tên là ESP. Học hỏi được từ các đàn anh đi trước, ESP đã cải thiện được nhiều điểm tối ưu hơn, dễ dàng lắp đặt hơn so với các đối thủ. Cùi đè mới được thiết kế kết hợp hoàn hảo với bộ chuyển số ESP Grip của SRAM. Với sự kết hợp hoàn hảo đó, SRAM đã được giới chuyên gia xe đạp cũng như là các vận động viên đánh giá cao với bộ phụ tùng ESP của mình, đánh dấu một bước ngoặt đầu tiên để SRAM hướng tới việc tạo ra một hệ thống sang số hoàn chỉnh cho xe đạp. Trong quá trình tìm hiểu sự phát triển của SRAM, SRAM không chỉ dừng lại ở sân chơi sản xuất group set cho xe đạp, mà SRAM còn lấn sang các linh kiện khác của xe đạp bằng cách mua lại các thương hiệu nổi tiếng khác. Đây là một trong những chiến lược khôn ngoan của SRAM. Ví dụ, vào năm 1997, SRAM mua lại SAC, một nhà sản xuất huyền thoại của Đức về chuyên môn về xích và hộp số. Nhờ SAC mà SRAM đã sở hữu được một nhóm kỹ sư và nhà luyện kim có kinh nghiệm, cũng như một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp về xích xe đạp. Việc mua lại các thương hiệu khác mang lại nhiều lợi ích cho SRAM. Vì vậy, vào năm 2002, SRAM đã mua lại nhà sản xuất RockShox. RockShox là một trong những thương hiệu nổi tiếng về phuộc giảm sóc trong lĩnh vực xe đạp. Cùng với bước đà đó, năm 2004, SRAM đã mua lại Ivy, là nơi đã sản xuất phanh đĩa xe đạp phổ biến và mang lại cho SRAM nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe đạp. Cũng năm đó, SRAM đã mua Trivati, là một nhà sản xuất tay lái, cổ lái, cốt yên và giò đạp. Trivati là một công ty đã góp sức cùng SRAM để bán được hệ thống truyền động hoàn chỉnh nhất cho xe đạp cho đến ngày nay. Với tham vọng hoàn chỉnh và đồng bộ các linh kiện xe đạp, SRAM đã quyết định mua lại nhà sản xuất bánh xe đạp hàng đầu Zip vào năm 2007. Cho đến thời điểm hiện tại, SRAM liên tục gặt hái được nhiều thành công và ngày càng cải tiến sản phẩm của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, SRAM đang kinh doanh 7 dòng sản phẩm chính. Thứ nhất, SRAM là bộ group set đã khai nguồn ra thương hiệu SRAM. Thứ hai, RockShox, một trong những linh kiện phuộc giảm sóc dành cho xe đạp leo núi, kể cả phuộc nhún phía trước và phuộc nhún giữa, để đáp ứng mọi nhu cầu về xe đạp mình gọi là bạo lực nhất, xe đạp leo núi dành cho các vận động viên mê khám phá. Vị trí thứ ba là phụ tùng xe đạp như Bhutan, Kidong, Cotin thuộc về Trivati, cũng được SRAM thâu tóm và quản lý. Sản phẩm thứ tư đó là vành xe đạp Zip, chắc hẳn rất quen thuộc với các bạn tại Tâm Đức. Với sự quản lý của SRAM thì vành xe đạp Zip ngày càng có tính đồng bộ với những bộ phụ tùng group set của SRAM. Vì vậy, với sự đồng bộ này đã làm cho những chiếc xe đạp road có khả năng tăng tốc cũng như là đạp đường trường tốt hơn. Sản phẩm thứ năm đó là Quad, là một trong những linh kiện phụ kiện giúp chiếc xe đạp đẹp hơn và là một trong những thương hiệu giò dĩa tốt nhất đồng bộ với phụ kiện SRAM. Sản phẩm thứ sáu đó là pedal xe đạp Time, cung cấp pedal xe đạp từ xe đạp đường trường và xe đạp leo núi. Và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ bảy, Hermes Head, là một trong những đồng hồ xe đạp thông minh có cả GPS và hệ thống dẫn đường cho người đi xe đạp tiện ích hơn. Với SRAM, chắc hẳn các bạn đều có câu hỏi rằng bộ phụ tùng group set nào của SRAM đang phổ biến trên thị trường. Theo thông tin từ các diễn đàn thì SRAM Force, SRAM Rival, SRAM Red là một trong những group set đang phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam. Trong đó, SRAM Force là một trong những group set được dùng trong Tour de France. Trong video này, Tâm Đức và các bạn đã cùng tìm hiểu sơ qua về SRAM cũng như là các kiến thức cơ bản về SRAM để chúng ta có thể chọn được bộ phụ tùng ưng ý cho chiếc xe đạp của mình, đặc biệt là những chiếc xe đạp Grab. Đừng quên để lại một like và một lời comment cho video này của Tâm Đức nhé. Hẹn gặp các bạn trong các video lần sau. Bye bye.